hiện tại đã sớm không là một vị phong hào đấu la, nên có thể ở trong đại quân này chia rẽ liềm đái. Cường đại hồn đạo khí bắn sang một lượt, coi như là đỉnh cấp hồn sư cũng phải vì nó mà đau đầu. Chính tà hồn sư này toàn lực xuất kích, vì cái gì? Chính là cho nội bộ đám thâm viên vương giả sáng tạo cơ hội. Một đạo nhạt bóng người màu xanh lục cũng là tốc độ nhanh nhất một tà hồn sư, cơ hồ là trong hơi thở đã đến trước mặt của huyết nhất. Trên đầu của hắn không biết lúc nào hơn nhiều màu xanh lá khăn trùm đầu, chỉ lộ ra con mắt cùng với miệng mũi, nhìn không tới hướng mạo. Một đôi tròng mắt này hoàn toàn là màu xanh đậm, trên người đấu khải màu sắc thanh bích này ở trong mang theo màu tím nhàn nhạt. Người còn chưa tới, một mùi tanh hôi cũng đã từ trên thân của hắn tản phát ra. Hai tay quét qua hai thanh niêm đao này, vậy mà vũ khí vùng chạm mà ra, ở trên không trung như là hai cái thanh bích sắc giả như sắn, hướng huyết nhất cuốn tới. Không hề nghi ngờ, huyết thần đại trận chân chính hạch tâm chính là huyết nhất, hơn nữa tuyệt đại hạch tâm, chỉ cần huyết nhất bên này bị dao động, đại trận tự nhiên thì không thể nào duy trì, cho nên tà hồn sư này, vừa lên tới ra tay chính là toàn lực ứng phó. Huyết nhất lạnh lùng nhìn cái kia hai đạo quét sạch hướng ra chính mình hào quang màu xanh biếc, ở trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, hắn xác thực không nghĩ tới, đang cùng với thông minh vị diện loại quan hệ này đến nhân loại sinh tử tồn vong ở trong chiến tranh, nội bộ nhân loại vậy mà xảy ra vấn đề, những thứ này điên cuồng tà hồn sư vậy mà lựa chọn cùng với thâm niên vị diện liên thủ. Khó trách thâm niên vị diện có thể đột nhiên đánh vỡ gia chủ thông đạo, khởi xướng xưa nay chưa từng có thâm niên triều tịch, không thể nghi ngờ đây hết thảy là sớm có dự mưu. Thánh linh giáo vậy mà dám cam đảm cùng với thâm niên vị diện cấu kết cùng một chỗ, đây quả thật là muốn đem cả đấu la đại lục thế giới hủy diệt. Buồn cười, có ít người lại vẫn luôn chiều những thứ này điên cuồng cần căn bản liền nhân loại tồn vong cũng không để ý ở trong mắt. Trong hai tròng mắt của huyết nhất lúc này tỏa ra các loại kia hai đạo thanh bích sắc quang ánh, lưng lên trên tay trái của chính mình một thanh dài ước chừng là 4 thước trường kiếm xuất hiện ra ở trong tay của hắn, duy trì lấy huyết thần đại trận. Đồng thời hắn tả thủ kiếm nhẹ nhàng bồng vung ra chạm mà ra, nhìn qua một kiếm này chém ra không một động tĩnh gì, càng là không có lửa điểm năng lực ngoài chán. Thế nhưng mà tên kia mang theo màu xanh lá căn trùm đầu tà hồn sư như trước là sắc mặt đã biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được làm huyết nhất chém ra một kiếm này thời điểm đó, cả người hắn giống như là biến mất ở trong quá trình hoàn toàn dung nhập vào bên trong hoàn cảnh xung quanh, trong không khí tất cả thuộc tính nguyên tố ở trong khoảng cách đều trở thành nhất bộ phận của hắn để bị hắn chỉ dẫn. Hắn không phải là đang duy trì huyết thần đại trận sao, làm sao còn có như vậy năng lực này, hơn nữa tinh thần lực của hắn. Hai đạo thanh bích sắc trường xá lập tức là vỡ vụn, mà vừa đến kiếm vô hình như này cũng lặng yên đã rơi vào trên thân của tà hồn sư kia. Tà hồn sư chỉ hối kịp thời cầm trong tay một đôi liềm đào ngăn cản ở trước ngực, tiếp theo một cái chớp mắt liềm đào vỡ vụn, trước ngực đấu khải mảng lớn tán loạn nghiền nát, toàn bộ người cũng đã bay ra bên ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra trên mặt nạ của chính mình bên trên. Thánh linh giáo đối với phi đường môn chủ này, đấu la điện điện chủ, suy đoán của vô tình đấu la đã cả vô cùng, nhưng bọn hắn cũng đồng thời biết rõ tưởng muốn duy trì huyết thần đại trận này, loại điều động này vị diện chi lực lượng bằng vào trận pháp lớn mạng cần hạng gì năng lực, nhưng như cô còn đáng giá thấp như vậy này. Đang duy trì đại trận ở trong quá trình hắn vẫn còn có dư lực, hơn nữa chỉ một cú đánh liền trọng thương người này chịu trách nhiệm đánh lén. Tu vi trường siêu cấp đấu la tầng thứ tam tự đấu khải sư, tu vi đến tầng thứ này nhất định về sau ưu thế của tà hồn sư căn bản không còn tồn tại. Huyết nhất trên mặt toát ra một tia tiếc nuối, người này đánh lén hắn là tà hồn sư tu vi đúng vẫn còn rất mạnh, hắn vốn tưởng rằng một kiếm có thể chém giết đối phương đấu rồi, hiện tại xem ra hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Lúc này mặt khác cùng với chúng vị huyết thần cùng toàn bộ đều bị đánh lên trên, xác thực nếu như là hướng tình huống bình thường, đối với bọn hắn mà nói, phần này đánh lén sẽ là chí mạng, bọn hắn rất khó rảnh tay đi đối kháng, nhưng tình huống hiện tại nhiều trước phải đỡ một ít, sinh mệnh chi trùng phản hồi, để cho hắn đám tại khởi động ra huyết thần đại trận lúc tiêu hao sinh mệnh năng lực này đều khôi phục trở lại, tương đối mà nói, còn có mấy phần dự lực lượng có thể ứng đối. Huyết nhị, huyết tám đều thuận lợi chặn cùng hưởng của chính mình tà hồn sư, sau đó ít tà hồn sư này liền bị đến từ chính các cường giả huyết thần quân đoàn chặn đường cùng với công kích. Nhưng mà huyết bốn lúc này đến tình huống của huyết kiểu mấy vị huyết thần này sẽ không lạc quan như vậy rồi. Huyết bát là may mắn nhất một người, công kích của nàng tà hồn sư là bị Long Thiên Vũ trước mặt ngăn cản, tình huống của huyết kiểu vô cùng là nhất tràn đầy nguy cơ, công kích của hắn tà hồn sư này tu vi còn ở phía trên hắn, mà trên thực tế thánh linh giáo đang bày ra lần này
ngay thời điểm công kích. Thực chính là muốn công phá điểm cũng không phải là vô tình đấu la tạo đấu trí. Đối với kia huyết thần hắn, bọn hắn ôm có thể ảnh hưởng đến tốt nhất, không thể nào ảnh hưởng đến cũng đủ để hấp dẫn huyết thần quân đoàn chú ý lực lượng gây ra rối loạn. Chân chính điểm đột phá ngay tại huyết cửu lời đây. Thánh linh giáo đối với huyết thần quân đoàn nghiên cứu ra đã không phải là một ngày, hai ngày, bọn hắn có thể tiềm phục ra tại nơi đây, chính là chờ đợi hôm nay cơ hội đã đến. Thậm chí đối với tạo huyết thần đại trận đều có đường nhất định được nghiên cứu. Trong huyết thần danh, tu vi yếu nhất tất nhiên là huyết cửu, mà công kích của huyết cửu thần sư này, tu vi thậm chí càng đáng công kích huyết thiết cá kia ở bên trên, toàn lực nhất kích, tinh thể bắt buộc. Huyết thần đại trận lúc này nhất định là phải chín người chủ trì, hơn nữa không phải tùy tiện cái kia phong hào đấu la đều có thể chủ trì, đây là phải đi qua nhiều năm phối hợp, diễn luyện mới có thể hoàn thành. Bởi như vậy, chỉ cần có thể đánh tan huyết kiều một điểm này, tương tự có thể làm cho huyết thần đại trận tan vỡ. Thánh linh giáo cho tới bây giờ không nghĩ tới phải lấy lực lượng bản thân cùng với huyết thần quân đoàn đối chiến, này hoàn toàn là một quân đoàn lực lượng. Bọn hắn phải làm chỉ là đem thông biên vị diện lực lượng đưa ra, là để cho thông biên vị diện cùng với huyết thần quân đoàn cùng chết, thậm chí cả lại để cho thông biên vị diện tương lai cùng với toàn bộ nhân loại thế giới sinh ra một cuộc mạnh mẽ chiến đấu, vô luận là ai thua ai thắng, không thể nghi ngờ đều sinh linh đổ thán. Mà cái này là thánh linh giáo muốn thấy nhất kết quả, hết thảy cảm xúc tiêu cực, tử vong của oán linh đều là bọn hắn hấp thu ra chất dinh dưỡng. Xuất hiện tại trước mặt của huyết cứu là một gã mặt lạ bảo hộ lụa đen lữ tử. Khi mà nàng phát động thời điểm, trên người huyết thần quân đoán quân trang liền nghiền nát sẽ biến mất, toàn thân đấu khải cũng là đen xì như mực, bên trong lưu chuyển đến vầng sáng màu tím. Vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm, một thanh toàn thân trường kiếm màu tím đen, không có hữu năng lực thả ra bên ngoài, nhưng sau lưng của nàng đồng thời có ra một màu tím đen có tam đối xí bàng quang ảnh lơ lửng. Nếu như Nguyên Nhân Dạ Huy ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra sau lưng cô gái này thân ảnh thả ra chính là Đạ Lạc Thiên Sứ, hơn nữa còn là cao tầng thứ đẳng cấp Đạ Lạc Thiên Sứ. Lục Dực đại biểu cho phong hào đấu la cấp độ, mà vị này còn xa xa không phải là thông thường phong hào đấu la. Trong tay ám sắc ma kiếm hướng chung quanh lập tức là chém xà bát kiếm, trên người chín hồn hoàn cũng theo đó lộ ra 6 cái màu đen, 3 cái màu đỏ, lúc này lấp lánh là xếp đặt tại vị trí thứ 5 màu đen hồn hoàn. Bát kiếm vung chạm mà ra, tám phiến đen xì như mực cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện ra ở chung quanh, chặn tất cả huyết thần quân đoàn các chiến sĩ ánh mắt. Mà từ nơi này, tám phiến ở trong cửa lớn, từng cái chiều cao vượt qua 5m, cao độ vượt qua 3m, có 3 cái đầu lâu cựu khiến giá điên cuồng lao ra. Bọn họ ban đầu phân biệt phun băng, hóa cùng với bóng tối 3 loại thuộc tính năng lượng quang diễm, hướng chung quanh tàn sát bừa bãi lao ra. Địa ngục chỉ môn, địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán, đồng dạng hồn kỹ Nguyên Thần Dạ Huy cũng có, nhưng cùng với người trước mặt này so sánh, kém lại không thể nào đạo lý nhờ. Mà khi này tám phiến địa ngục chi môn xuất hiện ra, thời điểm đó, từ trên người của hắn ta lúc này hướng đỉnh đầu ra hai cái sừng dế giống như vậy, sừng dài uốn lượn xoay quanh mà lên trên, mũi nhọn chỉ thiên, trong tay ám hắc ma kiếm hào quang tỏa sáng, không có bất kỳ kỹ xảo, trực tiếp một kiếm giống như huyết kiều chém tới. Huyết kiều chỉ thấy rõ ràng hắn tại quân đoàn tại bộ phận này bảo hộ bên trong, có thể giờ này khắc này đã có một loại một mình một người đối mặt với trước mặt cảm giác. Tàu dừa trên mặt có mặt lạ màu đen vật che chắn, chỉ lộ ra chân mày bộ phận. Cô ấy là mặt lạ màu đen mặt ngoài, còn có màu tím nhạt hoa văn, thần bí mỹ lệ. Nàng có một đôi mắt cũng rất đặc biệt, lúc này hoàn toàn là thâm thúy màu tím. Như là vực sâu bình thường, câu hồn lay động phách, dù cho chỉ là nhìn lên trên một cái, đều có loại để cho linh hồn của người lùm sâu cảm giác. Trường kiếm lập tức đã đến trước mặt của huyết kiều. Huyết kiều sắc mặt đại biến, ở trong mọi người, tu vi của hắn là yếu nhất, có thể duy trì lấy huyết thần đại trận cũng đã là toàn lực ứng phó, căn bản không có dư lực đến ứng đối công kích, huống chi công kích của hắn vị này, thực lực hay là mạnh mẽ như vậy. Ngay trong nháy mắt này, huyết kiều trong đầu thoáng hiện ra vô số ý niệm trong đầu, mãnh liền cắn đầu lưỡi một cái, trong mắt huyết quang bắn ra, trên người cổ sáng lên chiến tầng một quang diễm. Tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hắn lập tức đốt lên sinh mệnh chi hỏa của chính mình. Bất luận cái gì hồn sư tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên đều có nhàn nhóm bản thân sinh mệnh chi hỏa năng lực. Sinh mệnh chi hỏa có thể lập tức lại để cho tu vi tăng lên trên diện sống, nhưng sinh mệnh chi hỏa nhiên liệu như trước là sinh mệnh lực lượng cùng với bản thân tiềm năng, một khi tiêu đốt ở trong rất ngắn thời gian sẽ xuất hiện ra sinh mệnh tiêu hao cho đến tử vong.
huyết kiểu rất rõ sáng, bên trong đám thông minh vương giả đánh lén, lớn như một tour này ngăn cản không được. Đối với huyết thần quân đoàn mà nói, chính là tai họa ngập đầu, cho nên vô luận trả giá ra sao, cũng không thể lại để cho huyết thần đại trận tàm vỡ, dù là trả giá tính mạng của chính mình. Từ lúc trở thành một người sự bị huyết thần thời điểm đó, hắn liền đã có giác ngộ như vậy. Cần thời điểm mỗi một huyết thần quân đoàn chiến sĩ đều nguyện ý vì thủ hộ gia thông minh thông đạo mà trả giá tính mạng của chính mình. Cho nên sở các này, ở trên mặt của hắn như trước không có bị thương và thống khổ, nhưng lại có mỉm cười thản nhiên. Đây là thuộc về vinh quang của hắn, thuộc về hắn với tư cách tiền nhiệm vinh quang của huyết kiểu. Huyết nhị mới vừa đánh lùi công kích của tà hồn sư. Lúc này không khỏi hai con người này một mảng đỏ bừng. Thế nhưng mà với tư cách huyết thần đại trận một trong những hạch tâm, hắn hiện tại cũng không làm được gì. Huyết mạch tương liên coi như là có địa ngục chi môn vật che chắn, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được con trai sinh mệnh lực lượng tại trước này chưa từng có thăng hoa. Điều này có ý vị rằng hắn thật sự đã rất rõ. Thánh kiết sinh mệnh chi hỏa quay chung quanh, huyết kiều than nhẹ một tiếng, giơ tay phải lên trên, trường mâu lăng công hiện lên trên, mang theo tầng một giống như thánh quang giống như hào quang, bấm tại chuôi này ám hắc ma kiếm phía trên. Giòn minh âm thanh ở bên trong, trường mâu cùng với thân thể của huyết kiều đồng thời sùn mánh, trong mắt của hắn lúc này cũng không nhịn lấy ra làm kinh ngạc, cho dù là tại đốt lên trên sinh mệnh chi hỏa hòa diễm dưới tình huống, hắn vậy mà vẫn còn có một chút ngăn công được công kích của tà hồn sư này, có thể thấy đường đối thủ tu vi cực kỳ cao, vượt rất xa tầng thứ của hắn, đồng dạng là tam tự đấu khải sư, lại thực lực sai biệt to lớn, lại đến như vậy. Huyết kiểu lúc này ở trong ánh mắt liền dễ nhiên minh bạch, xuất hiện ra trước mặt của chính mình vị này, tu vi rất có thể đạt đến 97 cấp tiêu chuẩn trở lên. Cấp 95 vì siêu cấp đô la, cấp 95 trở lên, có một bước một thang trời mở lời nói, mỗi chênh lệch nhất cấp, thực lực đều có thể chênh lệch lớn hơn. Hơn nữa, tà hồn sư vũ hồn này